Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom tổ chức hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã trên địa bàn huyện năm 2024. Hiện nay trên địa bàn huyện có trên 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 58 hợp tác xã. Các doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo hàng ngàn việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh, huyện Trảng Bom đã tập trung triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, như tạo điều kiện tối đa hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, tư vấn tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại buổi gặp mặt, đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã đã thẳng thắn trao đổi các vấn đề còn tồn tại và khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải để cùng lãnh đạo huyện và các ngành chức năng bàn bạc tháo gỡ, góp phần cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ý kiến của các doanh nghiệp đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, các phòng ban chuyên môn giải đáp ngay tại hội nghị. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các phòng ban chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện tốt các quy định của pháp luật của nhà nước về đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn.